Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Trung tá Cao Giang Nam, người bị tố bảo kê cho nhóm xã hội đen Đường Nhuệ máu mặt như thế nào? Sau khi Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo mở rộng điều tra vụ án Đường Nhuệ, nhiều người dân đã tố cáo đích danh những cán bộ ở tỉnh Thái Bình có dấu hiệu tiếp tay, trong đó nổi bật hai cái tên Cao Giang Nam, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình và ông Nguyễn Hữu Vinh, đội trưởng đội Cảnh sát Kinh tế, hiện là trưởng Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Hai người này đã kiên quyết không chuyển hồ sơ cho đội Cảnh sát Hình sự để làm rõ hành vi của Đường Nhuệ, mà còn tạo cơ hội cho Đường Nhuệ dùng hung khí đập phá, hủy hoại và cướp đoạt tài sản của công dân. Bất chấp những hình ảnh cụ thể rõ ràng về nhóm người xăm trổ do ông Đường chỉ đạo xuống trụ sở doanh nghiệp mà phía bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra, ông Cao Giang Nam đã có phát ngôn hết sức vô trách nhiệm. Không nhất thiết phải khám nghiệm hiện trường vụ doanh nghiệp tố bị xã hội đen tín dụng đen chiếm giữ đập phá tan hoang trụ sở. Việc tổ chức khám nghiệm hiện trường chỉ là một trong những biện pháp nghiệp vụ điều tra luật quy định nhưng không bắt buộc. Cụ thể, cơ quan điều tra không khám nghiệm hiện trường do xét thấy không nhất thiết. Còn các biện pháp nghiệp vụ điều tra khác là gì thì chúng tôi không thể tiết lộ cụ thể vì thuộc bí mật của ngành. Thậm chí ông Nam còn lên tiếng bênh vực nhóm xã hội đen người của Đường Nhuệ. Hình ảnh đó không nói lên được rằng họ đến chiếm giữ, đập phá hay cướp đồ đạc mang đi. Họ ngồi nói chuyện với người của công ty trong lúc ông Lẫm, bà Quyết không có mặt. Nhóm người đó thực hiện việc đòi nợ cho ông Đường. Vì ông Đường chưa gặp được vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết nên đã cho người xuống công ty để tìm hai người này đòi nợ. Phát ngôn của ông Nam đồng nghĩa với việc ông đồng tình với hành vi đòi nợ bằng cách dùng hung khí chiếm giữ, đập phá tan hoang trụ sở của doanh nghiệp. Trắng trợn hơn, khi được hỏi nếu chỉ là tìm người để đòi nợ thì tại sao nhóm người đó lại ăn ngủ tại trụ sở của công ty Lâm Quyết những 15 ngày từ 3 đến 18 tháng 10 năm 2017. Tìm chủ để đòi nợ nhưng sao lại ép đuổi công nhân khi họ đến xưởng của công ty làm việc? Ông Cao Giang Nam không giải thích được và cho rằng công nhân tự đi khỏi công ty, tự ý nghỉ việc chứ không ai đuổi. Kiểu trả lời của ông Nam khiến cho người ta cảm giác ông là người nhà, người thân thiết đang tìm cách bào chữa cho những hành vi rõ ràng là vô pháp vô thiên của nhóm Đường Nhuệ. Trong khi bên bị hại làm việc với đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Bình đã nói rõ việc tố cáo Đường Nhuệ là vấn đề hình sự, yêu cầu chuyển hồ sơ cho đội cảnh sát hình sự công an thành phố thụ lý. Tuy nhiên, ông Cao Giang Nam và ông Nguyễn Hữu Vinh đã kiên quyết không chuyển hồ sơ cho đội cảnh sát hình sự để làm rõ hành vi của Đường Nhuệ, mà chỉ ép bên bị hại về công ty khi đã bị Đường Nhuệ đập phá, hủy hoại và cướp đoạt tài sản. Chính vì hành động của ông Nam và ông Vinh mà doanh nghiệp từ người tố cáo bên bị hại bỗng xoay chuyển tình thế trở thành kẻ bị tố cáo, bên sai phạm và thậm chí là bị tạm giam với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với hành vi nại gia của ông Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo người xuống chiếm giữ, đập phá, cưỡng đoạt tài sản tại trụ sở của công ty với mục đích hòng chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng đã vay của ông Đỗ Văn Tới cùng chú ở thành phố Thái Bình. Sự thâm độc của kẻ ác còn thể hiện ở chỗ khi doanh nghiệp này ra hầu tòa vì tội danh vô lý kể trên, hai luật sư bào chữa cho các bị cáo, một số nhân chứng và người có quyền nghĩa vụ liên quan không có mặt. Khi được hỏi, họ đều cho biết chưa nhận được bất cứ thông báo hay giấy tờ mời nào từ cơ quan có thẩm quyền cho đến thời điểm dự kiến khai mạc phiên tòa. Kể đến đây, có thể thấy đường dây bảo kê cho Đường Nhuệ không chỉ vươn vòi trong bộ phận hành pháp mà ngay cả bộ phận tư pháp, nơi người dân những tưởng có thể lên tiếng trước bất công cũng bị mua chuộc. Cái màn rợ của đám xã hội kể trên không chỉ là việc dùng vũ lực tấn công trụ sở của doanh nghiệp mà còn tinh vi ở chỗ bọn chúng cố tình lục soát cướp đi tất cả tài liệu, sổ sách, giấy tờ, trong đó chết người nhất ở chỗ có cả văn bản xác nhận chuyện bên vay đã trả đủ tiền.
Sau đó thì tố cáo bên vay có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của bọn chúng liệu có chót lọt nếu không có bàn tay của Cao Giang Nam và Nguyễn Hữu Vinh? Bọn chúng quả là có gan tày đình vì không nghĩ sẽ có ngày vụ án Đường Nhuệ đến tận tay Phó Thủ tướng. Đó mới là một trong nhiều vụ phi pháp ở đất Thái Bình vì quá ghê rợn, sợ hãi trước sự hung tàn của đám xã hội đen, có biết bao nhiêu gia đình doanh nghiệp đã buộc phải nhắm mắt cho qua, chấp nhận thiệt thòi để bảo toàn tính mạng. Đáng chú ý là trong những ngày qua, mặc dù báo chí đã nhiều lần liên lạc với ông Cao Giang Nam và một số cán bộ công an thành phố Thái Bình để làm rõ nội dung người dân tố cáo nhưng không nhận được hồi đáp. Nếu ông Nam đã dũng cảm đứng ra bảo vệ Đường Nhuệ như những gì ông đã nói ở trên, sao bây giờ lại không dám đường đường chính chính đối diện với dư luận? Hay ông còn chờ người chống lưng to hơn của ông tìm cách bảo vệ đường dây, đừng nhờn với công lý và pháp luật thưa ông, rồi tất cả sẽ được đưa ra ánh sáng. Đại hội 13 và chính phủ kiến tạo của ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Chính phủ trong nhiệm kỳ đại hội 12 bắt đầu từ năm 2016 với vai trò kiến tạo, theo tôi là phù hợp sau thời kỳ bất ổn và dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này cần được đánh giá đúng và đủ trong dự thảo văn kiện trình đại hội 13 dự kiến tổ chức vào năm 2021 để thúc đẩy cải cách thể chế theo hướng chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Ngày 26 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết trước Quốc hội khóa 14 về một chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chính phủ do ông đứng đầu được thành lập sau khi kết thúc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 với đầy khó khăn để đạt được đồng thuận nhân sự cấp cao của Đảng trong bối cảnh bất ổn kinh tế và thể chế do những sai lầm chính sách và quản lý yếu kém. Chính sách kinh tế dựa vào các tập đoàn tổng công ty nhà nước gây dựng các quả đấm thép trụ cột của nền kinh tế được nhận định là sự vận dụng sai kinh nghiệm của Chibon của Hàn Quốc và các tập đoàn tư nhân đã gây ra bất ổn vĩ mô, tăng trưởng sụt giảm, bong bóng thị trường tài chính bất động sản đã để lại những tổn thất nặng nề đến nay chưa khắc phục xong. Sự bất ổn thể chế vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của quá trình điều hành của chính phủ tiền nhiệm. Một trong những thí dụ điển hình đặc trưng cho sự bất ổn này là sự bất tuân của đa số thành viên của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 trước đề xuất xem xét kỷ luật người đứng đầu chính phủ nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên cuối cùng không có cá nhân nào chịu trách nhiệm về sự yếu kém trong quản lý kinh tế. Sự thống nhất quyền lực giữa các nhà lãnh đạo của chính phủ điều hành với đảng lãnh đạo toàn diện theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể của đảng đã được quan sát có sự rạn nứt. Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 tại Hội nghị Trung ương 4 đã nhận định một trong những nguyên nhân cơ bản của tình hình là sự suy thoái về tư tưởng đạo đức và lối sống của bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị. Hai nhóm giải pháp chủ yếu được đảng chú trọng thực hiện. Một mặt để củng cố tổ chức đảng và nguyên tắc lãnh đạo của đảng, nhiều quy định chỉ thị được ban hành để ngăn chặn các hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa như các tiêu chuẩn bầu chọn cán bộ lãnh đạo các cấp về kỷ luật và nêu gương của lãnh đạo đảng cấp cao. Mặt khác, phát động chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt, không có vùng cấm. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh sự kiên định ý thức hệ để thực hiện các giải pháp trên việc tập trung quyền lực và điều kiện cần thiết, và quyền lực chỉ có thể tập trung hóa cao độ phải dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Đảng vẫn nhấn mạnh sự lãnh đạo tập thể để phòng ngừa sự độc đoán và sự sùng bái cá nhân vốn được coi là hậu quả của việc tập trung quyền lực tuyệt đối. Trong bối cảnh trên, sự ra đời và hoạt động của chính phủ kiến tạo với trách nhiệm nặng nề là giữ ổn định vĩ mô, khắc phục khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng đã được quan sát và giám sát từ nhiều góc độ của người dân và của các nhà phân tích và các chính khách trong hệ thống chính trị. Chính phủ kiến tạo, một khái niệm đã và vẫn đang gây tranh luận về học thuật. Tuy nhiên,
Theo tôi, chính phủ kiến tạo có đặc trưng cơ bản là bộ máy chính quyền các cấp được hình thành bởi kết quả thỏa hiệp về nhân sự trong đại hội Đảng 12, vẫn được sử dụng để hoạch định và thực thi chính sách mà không gây nên hoặc giảm thiểu những hiệu ứng không mong muốn. Bản thân người đứng đầu chính phủ và nhân sự của chính quyền các cấp được bầu chọn bởi đại hội 12 và trước đó là đại hội Đảng các cấp, trong đó không loại trừ bao gồm cả một số cán bộ lãnh đạo suy thoái từ nhiệm kỳ 11. Nếu quan sát một số vụ kỷ luật đảng và vụ án đối với cán bộ cấp cao của đảng bị xét xử trong những năm đầu nhiệm kỳ 12 đến nay thì có thể cảm nhận rõ ràng. Sự khác biệt của chính phủ hiện hành là tính chất kiến tạo để thể hiện trong chính sách thực dụng. Cái gì có lợi cho dân, cho doanh nghiệp được dân chúng ủng hộ thì cần quyết tâm làm. Chính sách này bao gồm hai hướng hoạt động chính là cam kết khuyến khích khởi nghiệp và tự do kinh doanh cho người dân. Mặt khác, từng bước gỡ bỏ những rào cản về pháp lý, thủ tục hành chính rườm rà, hữu hình và vô hình, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Điều đó có nghĩa là quyền kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tư nhân được mở rộng, được tăng cường và có sự đảm bảo cam kết từ chính quyền, và đồng thời quyền lực đặc lợi của bộ máy quan chức hiện thời cũng bị hạn chế, ràng buộc và giảm đi. Thực hư chính sách này như tự lấy đá ghè chân mình thì hiệu ứng không mong muốn là khó tránh khỏi. Những hiện tượng trên nóng dưới lạnh, đôi khi bất tuân công vụ do những bất cập thể chế, tính quan liêu hành chính và suy thoái đạo đức của cán bộ đảng viên được chính phủ chỉ ra nhiều lần trong quá trình điều hành. Trách nhiệm nặng nề của chính phủ kiến tạo không chỉ khôi phục sự ổn định mà còn phải thúc đẩy tăng trưởng sau khi giảm sút đáng kể trong nhiệm kỳ trước. Nếu nhìn vào chính sách, cách điều hành năng động, vai trò của người đứng đầu chính phủ và kết quả thực tế đạt được của nền kinh tế trong 4 năm qua thì không thể ghi nhận vai trò quan trọng của nó tạo ra khác biệt tích cực, phù hợp với bối cảnh thực tế và thúc đẩy cải cách thể chế theo hướng thị trường. Các chỉ tiêu pháp lệnh được Quốc hội thông qua từ năm đều đạt và vượt, trong đó có tỷ lệ GDP năm sau cao hơn năm trước, nhưng đó chỉ là những quyết sách và những gì mà GDP được tăng trưởng trên giấy, còn thực tế như thế nào? Lần lượt các năm từ năm 2016 đến năm 2019, GDP của Việt Nam lần lượt tăng trưởng là 6,21 đến 7,02. Ngoài ra, chất lượng tăng trưởng cũng được chú ý cải thiện, khu vực dân tư nhân được mở rộng, trợ giúp doanh nghiệp nhà nước được kiểm soát thị trường sôi động hơn. Một chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện nhưng do người dân trực tiếp bầu lên, do cho nên tính chính danh của nó đặt cược vào mức tăng trưởng kinh tế. Bởi vậy, những kết quả nêu trên là thành tích ấn tượng trên giấy. Một số nhận định rằng chế độ toàn trị có ưu thế trong chiến tranh hay tình huống cấp bách từ phương diện thể chế, điều này có thể đúng. Tuy nhiên, không thể nói đến năng lực điều hành và vai trò của người đứng đầu của chính phủ kiến tạo. Tình huống phòng chống dịch virus Vũ Hán là một thử thách lớn đối với chính phủ. Phòng chống loại virus Vũ Hán chủng mới lây lan nhanh, nguy cơ tử vong cao được coi là tình huống khẩn cấp. Chính phủ có thái độ tiếp cận nghiêm túc với đại dịch này. Những biện pháp thời chiến đã được sử dụng để phòng chống đại dịch như giãn cách xã hội, cách ly tập trung phát hiện và phong tỏa ổ dịch với phương châm kêu gọi trách nhiệm trước tập thể, cộng đồng, thúc đẩy hành động và yêu cầu tuân thủ. Người Việt Nam nhiều thế hệ từng trải qua các cuộc chiến tranh và những tình huống bất ổn của thể chế trong quá trình chuyển đổi cơ chế nên không khó khăn lắm để chấp nhận và ủng hộ chính phủ với những chính sách ứng phó quyết liệt kịp thời với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Dư luận và một số tổ chức quốc tế đánh giá khá cao về công cuộc phòng chống dịch virus Vũ Hán của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với chi phí thấp, coi đây là bài học kinh nghiệm phù hợp và áp dụng cho các quốc gia đang phát triển và mới nổi. Tính đến hết ngày 17 tháng 4 năm 2020, Việt Nam có 268 ca nhiễm, chưa có ca tử vong nào và 198 người đã được chữa khỏi và phục hồi. Cuộc chiến với dịch bệnh virus Vũ Hán vẫn còn đang còn ở phía trước, và chính phủ, người dân chia sẻ đặt lợi ích cộng đồng lên trên tự do cá nhân của họ và niềm tin đại dịch sẽ được khống chế với tổn thất tối thiểu.
Hậu về đất Vũ Hán là quá trình chuyển đổi từ thời chiến sang thời Minh sẽ là các vấn đề nếu không thận trọng với cảnh báo về các biện pháp thời chiến luôn có quán tính cản trở những cải cách theo định hướng. Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đang tìm kiếm mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững trong quá trình chuyển đổi sang thị trường. Chính phủ hiện hành với chính sách dựa trên chủ nghĩa thực dụng nhấn mạnh chủ thể, đạo đức và chuẩn mực kiến tạo liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp để lựa chọn các hành động hướng tới mục đích mang lại lợi ích cho số đông. Một chính phủ như vậy không hề phù hợp với những ràng buộc về thể chế và ý thức hệ hiện hành đã mang lại kết quả thực tế như thế nào. Chưa thể khẳng định được đây là mô hình Đảng Cộng sản mong muốn, nhưng chính phủ kiến tạo có thể coi giải pháp chính sách một gợi ý thúc đẩy cải cách thể chế. Tuy nhiên, nếu một cách nhìn thiên lệch về ý thức hệ giáo điều, thì chính phủ kiến tạo sẽ không thể phát triển và phát huy được vai trò tích cực của nó. Liệu hình hài chính phủ của nhiệm kỳ tới sẽ như thế nào? Đó là một điều rất khó có thể đoán định được. Nói về ngành điện độc quyền và được bảo kê nhưng luôn luôn lỗ. Thứ nhất, EVN mua điện từ các nhà sản xuất chỉ ở một mức giá nhất định, sao phải tính lại với người dân tiêu dùng đến 6 mức giá theo bậc thang là 6 bậc, và bậc giá thứ 6 lại gần gấp 2 lần, tức là 200% so với giá bậc 1, bậc giá thứ nhất. Thứ hai là giá điện của EVN mua vào bình quân là 650 đồng trên 1 kWh điện sau khi cộng tất cả các chi phí quản lý vận hành, thất thoát đường dây, thất thoát giờ cao điểm, giờ thấp điểm, để rồi giá thành đội lên 2.300 đồng trên 1 kWh. Giá bán với người tiêu dùng đã quá chênh lệch so với giá mua đầu vào, tại sao EVN còn bày ra trò tính giá theo 6 bậc? Thứ ba, lấy cơ sở nào để EVN áp đặt chỉ số điện tiêu thụ cho bậc giá thứ nhất là 50 kW, trong khi đó một hộ gia đình công nhân viên chức dùng tối thiểu là một tháng 300 kW. Thứ tư, ai cho phép EVN cộng tất cả các chi phí lỗ hàng chục ngàn tỷ đồng vì đầu tư ngoài ngành để tính vào giá điện và buộc người tiêu dùng phải gánh chịu? Thứ năm, có hay không sự chỉ đạo nhân viên cố tình ghi sai lệch chỉ số công tơ điện để giảm số điện tháng này nhằm cộng dồn vào tháng sau để trục lợi khi áp dụng tính giá thành hóa đơn điện bậc giá thứ 5 và thứ 6? Nhìn vào hóa đơn tiền điện của khách hàng, chúng ta có thể nhận ra nguyên nhân tăng điện từ 30 đến 80%. Vì với khách hàng dùng từ 450 kW một tháng trở lên, khách hàng sẽ phải trả tiền điện tăng lũy tiến ở bậc thứ 6 và giá điện bậc thứ 6 gấp đôi, tức là tăng 200% so với giá ở mức thứ nhất. Cộng thêm với 8,36% đợt tăng giá vừa qua, điều này dẫn đến tiền điện trong hóa đơn có thể tăng lên đến 80%, thậm chí tăng lên đến 200% nếu khách hàng dùng nhiều điện. Vì vậy, cách tính giá điện hợp lý nhất hiện nay bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng là EVN chỉ nên áp dụng một giá điện duy nhất, không tính giá tăng lũy tiến thành 6 cấp như hiện nay. Việc EVN lấy cớ chia ra nhiều bậc giá để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vì đa số họ tiêu thụ ít điện, nên EVN chia ra nhiều bậc để họ được hưởng giá điện thấp là ngụy biện. Vì chỉ có dân thành thị mới là số lượng khách hàng chính yếu của EVN. Vì vậy, mục đích chính mà EVN muốn đạt được là qua mặt Bộ Công Thương để trục lợi tiền của người tiêu dùng. Nếu Bộ Công Thương có những cán bộ có một chút kiến thức tham gia thanh tra giá điện sẽ thấy rõ điều này, cái điều gây bất lợi cho người tiêu dùng điện lâu nay. Còn nếu như lãnh đạo Bộ Công Thương vẫn không biết vì sao giá điện tăng bất chính thì cũng nên giải thể cái bộ này vì chẳng giúp ích gì cho người dân và đất nước. Ngoại trưởng Anh cảnh báo Trung Quốc đừng mong kinh doanh bình thường sau đại dịch virus Vũ Hán. Ông Dominic nói rằng Trung Quốc không thể trở lại hoạt động kinh doanh bình thường với Anh sau khủng hoảng COVID-19, và cộng đồng quốc tế muốn có câu trả lời từ Bắc Kinh về cách xử lý dịch bệnh. Đây là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy London
đang có lập trường cứng rắn về cách Bắc Kinh xử lý sai dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Phát biểu trong buổi họp báo tại London ngày 16 tháng 4, Ngoại trưởng Rep cho hay tuyệt đối cần phải xem xét mọi thứ rất kỹ lưỡng sau sự kiện này và đánh giá các bài học, trong đó có bài học về bùng phát dịch virus Vũ Hán. Tôi không tin chúng ta có thể bỏ qua tất cả điều đó. Bình luận của Ngoại trưởng Anh đến vào thời điểm Mỹ đang gia tăng chỉ trích chế độ Cộng sản Trung Quốc thiếu minh bạch về đại dịch virus Vũ Hán. Thời điểm này, nhiều nhà lập pháp Mỹ đang thúc giục Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về việc họ đã che giấu dịch bệnh khiến cho virus lây lan ra toàn cầu. Khi được phóng viên hỏi liệu Anh có tính toán với Bắc Kinh sau khi cuộc khủng hoảng sức khỏe này kết thúc, ông Rep nói, chắc chắn chúng tôi không thể kinh doanh bình thường với Trung Quốc sau cuộc khủng hoảng này và chúng tôi sẽ phải đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc virus đã lây lan như thế nào và đáng lẽ phải làm như thế nào để ngăn chặn virus lây lan từ sớm hơn. Trước đó, hôm 15 tháng 4, chính quyền của Donald Trump đã xác nhận họ đang điều tra nguồn gốc dịch viêm phổi Vũ Hán, trong đó cần xác minh xem liệu virus này có phải đã rò rỉ ra từ một phòng thí nghiệm đặt tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hay không. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News hôm 15 tháng 4 đã nói rằng Mỹ đang làm việc hết sức để xác định xem virus Vũ Hán có nguồn gốc từ đâu và nó đã lây lan như thế nào. Nhà cầm quyền Trung Quốc cần phải nói rõ sự thật và phải chịu trách nhiệm, ông Pompeo nói. Họ cần phải giải thích điều gì đã xảy ra và tại sao xảy ra trường hợp thông tin đó đã không được cung cấp rộng rãi hơn. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong buổi họp báo tại Bắc Kinh hôm 16 tháng 4 lại cho rằng các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhiều lần tuyên bố không có bằng chứng cho thấy virus corona chủng mới đã được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Ngoài nội các của Thủ tướng Boris Johnson, các thành viên của Đảng Bảo thủ cầm quyền thời gian qua cũng đã kêu gọi đánh giá lại mối quan hệ của Anh với Trung Cộng vì cách chế độ của Bắc Kinh xử lý đại dịch virus Vũ Hán. Nghị sĩ William Hague, từng là lãnh đạo Đảng Bảo thủ và Ngoại trưởng Anh, cho biết Anh cũng có thể phụ thuộc vào Trung Quốc về công nghệ vì cuộc khủng hoảng hiện tại đã chứng minh rằng Bắc Kinh không chơi theo luật của chúng ta. Trong khi đó, cựu giám đốc MI6, cơ quan tình báo của Anh, Sir John Shower, hôm 15 tháng 4 nói với BBC rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc đã che giấu thông tin rất quan trọng về dịch bệnh ban đầu và họ cũng đang né tránh trách nhiệm gây ra đại dịch này. Tháng trước, tờ Daily Mail dẫn theo các nguồn tin giấu tên trong chính phủ Anh cho biết các bộ trưởng đang thúc đẩy việc đánh giá lại mối quan hệ Anh-Trung Quốc và ép Thủ tướng Johnson phải chặn thỏa thuận cho phép Huawei Trung Quốc tham gia xây dựng phần lớn mạng 5G tại Anh. Từ tháng 1, chính phủ Anh đã bị chỉ trích mạnh mẽ khi họ cho phép Huawei đóng vai trò giới hạn trong việc xây dựng mạng 5G của Anh. Đặc biệt, các quan chức Mỹ đã cảnh báo chính phủ Anh rằng động thái của họ đã gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc phỏng vấn với Financial Times đăng hôm 16 tháng 4 đã nói rằng có nhiều vấn đề liên quan tới cánh Bắc Kinh xử lý dịch bệnh. Chúng ta không quá ngây thơ tới mức nói rằng họ đã xử lý điều này tốt hơn nhiều, ông Macron nói về cách Trung Quốc ứng phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. Chúng ta không biết, rõ ràng có những điều đã xảy ra mà chúng ta không được biết, ông Macron nói thêm. Kịch bản nào xảy ra với Trung Cộng sau phán quyết của Tòa án quốc tế sau thảm họa virus Vũ Hán gây ra đại dịch toàn cầu làm dấy lên làn sóng yêu cầu kiện Tàu Cộng, truy cứu trách nhiệm đòi Đảng Cộng sản Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân virus Vũ Hán. Tính đến thời điểm này, chúng ta đã thấy có không ít quan chức lãnh đạo của Trung Quốc, dân biểu và nghị sĩ của các tổ hợp luật sư và nhiều nước lên tiếng tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc là thủ phạm phát tán mầm gây đại dịch toàn cầu. Lãnh đạo các quốc gia, các dân biểu, nghị sĩ và các tổ chức dân sự thông qua các tổ hợp luật sư không dừng lại ở mức độ lên tiếng tố cáo Trung Cộng. Các chính phủ các tổ hợp dân sự này đã nộp đơn kiện Tàu Cộng đã vi phạm biên giới quốc gia và cả việc kiện Tàu
ở các cơ quan hữu trách, tổ chức luật pháp quốc tế. Các lãnh đạo, các quan chức và các tổ chức dân sự lên tiếng bày tỏ thái độ và nộp đơn kiện Trung Cộng chúng ta thấy có. Ngày 12 tháng 3, tập đoàn luật Bermenlau Group thay mặt cho cư dân và doanh nghiệp ở Hoa Kỳ và tiểu bang Florida đã đệ đơn kiện tập thể lên tòa án liên bang Florida với bản cáo trạng dài 20 trang. Ngày 28 tháng 3, báo The Sunday Mail đưa tin sự tức giận của chính phủ Anh đối với Trung Cộng đã lên đến đỉnh điểm. Vương quốc Anh sẽ xem xét lại mối quan hệ giữa Anh và Trung Quốc và sau khi dịch bệnh kết thúc sẽ tính sổ Trung Cộng. Vào ngày 29 tháng 3, trên Sky News đưa tin người Úc rất tức giận trước thảm họa virus Vũ Hán cùng với việc các công ty Trung Quốc tại Úc đang càn quét mua vật tư thiết bị y tế gửi về Trung Quốc. Có ý kiến cho rằng cần phải gửi cho lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc hóa đơn thanh toán thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay. Nếu Trung Cộng không bồi thường, có thể phong tỏa các công ty do Cộng Đảng Tàu hậu thuẫn để trừ nợ hoặc lấy một số đất mà Trung Cộng mua tại Úc. Vào ngày 1 tháng 4, ông Phil Bory, cố vấn của các vấn đề Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump nói rằng điều đầu tiên ông học được từ đại dịch virus Vũ Hán là Đảng Cộng sản Trung Quốc một mực lừa dối. Nếu họ tiếp tục lừa dối thì chúng ta sẽ không thể không tính thêm cả lừa dối về dịch bệnh vào cùng với thỏa thuận thương mại. Vào ngày 4 tháng 4, Hội đồng Luật sư Quốc tế Ấn Độ và Hiệp hội Luật sư Ấn Độ đã đệ đơn kiện lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc Trung Cộng gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tâm lý cho người dân trên toàn thế giới, cũng như gây thiệt hại lớn về kinh tế và xã hội của Ấn Độ. Vào ngày 5 tháng 4, bà Ellis, cố vấn pháp lý cao cấp của Tổng thống Donald Trump nói rằng chính quyền đang xem xét đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu hoặc sử dụng các cơ chế của Liên Hợp Quốc để giải quyết các vấn đề virus Vũ Hán. Cũng vào ngày 5 tháng 4, Henry Jackson Association, một tổ chức chiến lược ngoại giao Anh, đã công bố một báo cáo cho biết có thể kiện Trung Cộng theo luật pháp quốc tế. Báo cáo cũng tuyên bố rằng virus Vũ Hán gây thiệt hại cho nhóm G7 gồm Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Nhật và Canada 3,2 nghìn tỷ bảng Anh, Trung Cộng phải bồi thường cho các thành viên của G7. Vào ngày 6 tháng 4, cựu công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Clement đã đệ đơn kiện lên Tòa hình sự quốc tế ICC ở thành phố The Hague, Hà Lan với cáo buộc Đảng Chính phủ Cộng sản Trung Quốc đã tạo ra virus Vũ Hán, vi phạm các công ước quốc tế sản xuất vũ khí sinh học, phạm tội chống nhân loại. Vào tuần trước, Bộ trưởng Y tế Brazil cho biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu dịch bệnh khiến cho virus Vũ Hán gây hại cho kinh tế và nhân mạng của người dân Brazil. Đã tới lúc Trung Cộng phải bị truy cứu trách nhiệm và Brazil đứng về phía thế giới tự do, Hoa Kỳ lãnh đạo kiện Tàu Cộng. Hiện tại, tất cả các quốc gia đang bận rộn tập trung vào việc ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh và các yêu cầu bồi thường mới chỉ khởi động. Một khi dịch bệnh ổn định, thế giới tự do với Hoa Kỳ đứng đầu chắc chắn sẽ sử dụng vũ khí pháp lý thanh toán Đảng Cộng sản Trung Cộng. Người dân trên thế giới đang thức tỉnh, họ sẽ không tha thứ cho những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gieo thảm họa lên đầu của nhân loại, một tà đảng gian ác mang dã tâm hủy diệt thế giới. Nó không còn lý do để tồn tại và phải xóa bỏ. Với ý chí và nguyện vọng của nhân dân trên toàn thế giới vào cuộc, Trung Cộng phải trả giá vì đã cướp đi gần 100.000 mạng người vô tội và hàng triệu người bị nhiễm trên toàn thế giới tính đến thời điểm này và còn tiếp diễn. Trung Cộng phải trả giá cho tội ác chống nhân loại, đó chính là quy luật pháp lý công bằng như luật trời, có vay, có trả. Tóm lại, Trung Cộng cần bị cô lập, cách ly với cộng đồng nhân loại và văn minh cho đến khi nào hành vi xấu tính của chúng được cải thiện. Hiện tại, chết chóc và kinh tế nát tan do nhãn hiệu cầu chứng virus Vũ Hán là tổng hợp của sự gian dối, vô năng và lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhà nước Trung Cộng sẽ phải trả giá cho tội ác chống nhân loại khi mà thế giới vào cuộc tính sổ cả vốn lẫn lãi, và kịch bản nào sẽ diễn ra cho chế độ toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Kịch bản là một lãnh đạo tối cao của Tập Cận Bình phải bị bắt giữ, giao nộp kẻ chủ mưu làm ra phát tán vũ khí sinh học gây đại dịch toàn cầu cho quốc tế, xét xử và tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản để được tòa án quốc tế xem xét tình tiết giảm nhẹ tội chịu trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu của Đảng Cộng sản, Trung Cộng. Kịch bản thứ hai là Trung Cộng chấp nhận hành quyết, phán quyết của tòa quốc tế bồi thường thiệt hại cho nạn nhân virus Vũ Hán để nhận được sự giảm nhẹ, tha thứ tội ác chống nhân loại của cộng đồng quốc tế và làm nhà nước tử tế, hòa nhập vào dòng sống nhân bản của thế giới văn minh thời đương đại. Kịch bản thứ ba là Trung Cộng không chấp nhận phán quyết của tòa án quốc tế để nhận lấy trừng phạt bao vây cấm vận, trừng phạt trực diện, sử dụng thẩm quyền pháp lý để tấn công quân sự, thậm chí là vũ trang cho các sắc dân Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, đấu tranh chống lại nhà cầm quyền bạo tàn Bắc Kinh giành độc lập. Kịch bản thứ tư là Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ sử dụng sức mạnh quân sự châm ngòi nổ Biển Đông, tạo cơ hội cho lực lượng dân chủ trong Trung Hoa lục địa đứng lên lật đổ chế độ độc tài cộng sản toàn trị ở Trung Quốc và xé xác quái thú Trung Cộng ra nhiều mảnh nhỏ như vốn có từ thời cổ đại theo bản đồ mới như sau: Tân Cương, Cộng hòa Đông Thổ; Tây Tạng, Cộng hòa Tây Tạng; Nội Mông nhập vào Cộng hòa Mông Cổ; Mãn Châu, Cộng hòa Mãn Châu; Âu Việt gồm có Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Cộng hòa Âu Việt; Hán tộc, Cộng hòa Trung Hoa, các tỉnh miền Trung Trung Hoa. Hy vọng là kịch bản Trung Cộng không chấp nhận phán quyết của tòa án quốc tế không xảy ra để nhân loại không ngập chìm trong khói lửa chiến tranh bởi đảng, chế độ tàn ác, điên khùng, Cộng sản Trung Quốc. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.